26 cân. Hai quả này 26 cân. Bây giờ như nào nào? Bây giờ con tính lại này, con tính xem nào là tổng của con là bây giờ là của con là bao nhiêu cân và của bố bao nhiêu cân? Của con là 4 cân. Còn của bố là 26 cân. 26 cân. 26 kg. Của con là 4 kg. 4 kg, nhưng mà bây giờ là bây giờ bố chấp con bao nhiêu kg? 22 kg. Bố chấp con 22 kg. Sau những bài tập sắp tới là bố tập như thế nào là con phải tập như thế nhé. Ok không? Ok. Ok không? Tức là bố tập như nào con phải tập y chang như thế chứ không được tập sai. Tập sai là nhanh quanh là hỏng mấy con, hỏng cơ nhé. Thấy chưa? Mà nó không đúng quy trình nhé, thấy chưa? Vui chưa? Đó. Nó không đúng quy trình nó hỏng đấy. Thấy chưa? Phải đúng bài, tập luyện phải đúng bài chứ. Lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7 chứ. 8, lớp 9, lớp 10. Không? Dần dần mới lên đại học, mới lên cấp độ cao chứ con. Bây giờ con vội vàng làm gì nhá. Giờ chỉ tập 2 cân thôi. Chấp con bao nhiêu kg nhắc lại? 22 kg. Tổng của bố là bao nhiêu kg? Tổng 2 quả này là 26 kg. Của con là bao nhiêu? Của con là 4 kg. Ok nhé. Bây giờ hai bố con mình tập luyện. Từ ngày mai thì đi, hai bố con bố tập như nào con phải tập như thế nhá. Ok. Yeah. Nào lấy sức mạnh nha. Ok. Yeah. Ngay cái nâng lên. Rồi quay lại. Chân để chỗ nào đúng vị trí. Chân có được di chuyển không? Không. Đạp mạnh cái đầu gối thẳng vào nó. Vì bật 1. Tạ tay bắt đầu. 1 2. Ngay người lên. Rồi 3. Ngay người lên. 4 5. Rồi nhẹ nhàng như thế. 1. Quay người lên. 2. 3. Quay người lên. Tập lại. Rồi 4. Quay người lên. Rồi 5.
Nào, cái hai đây. Chân vẫn đứng vào đây, chân vẫn đứng vuông vào thẳng này. Không? Nhá. Chân đứng thẳng không được cử động chân, chân đúng vị trí này vuông vào đây. Không được cử động chân nhá. Nào, cầm hai tay lên. Một. Này. Nhìn tay bố này. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Được chưa? Được. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Thực ra mỗi bên nó chỉ có 5 cái thôi con. Được không? Để bên này. Rồi. Được chưa? Đeo bộ nhé. Ngay này, đạp thẳng chân. Cúi xuống, cầm cổ ta. Nào. Đây, đây. Một. Được chưa? Vuông vai này. Được không? Nè. Hạ xuống. Đừng để cho nó chạm vào quần nữa chứ. Hai. Bây giờ vuông vai nhá. Ba. Tầm này nhá. Chống mạng không? Bốn. Vâng, nâng cái vai lên. Nâng cái khuỷu tay lên này. Đấy. Năm. Bây giờ. Sáu. Nâng cái khuỷu tay lên. Nhìn về phía trước. Bảy. Tám. Chín. Mười. Đúng không? Đặt thẳng cái chân xuống, không được di chuyển chân đâu. Cúi thẳng xuống này. Được rồi, đặt nhẹ nhàng, xong đứng lên. Hai tay lại cho bên sau. Quay lại xem nào. Quay lại tay xem nào. Anh ngồi lên, rồi. Đấy, ok. Đấy, bài tập 2 nhé. Tập lại nhé. Đứng thằng kia nhìn bố tập lại. Đây, đứng kia nhìn bố tập lại, bài 2. Đấy. Đây. Chân phải đứng nguyên, chân đứng giữa hai khe tạ này, thấy chưa? Được vị trí nào thì đứng đúng như trang ấy, thấy chưa? Không được sai nhé. Thấy chưa? Đứng thẳng thế này, như này. Bố tập đây này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cái này nào, đứng ở chỗ nào, vị trí, chân đứng còn nào. Ôi. Bắt đầu ơi. Anh ngồi lên. Bắt đầu. Anh ngồi lên đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 hạ xuống. 8 vùng gạo vào này. Nhớ cái 9 rồi 10. Nào. Nào lại chân lại di chuyển đó. Chân không được di chuyển nha. Chân mình chắc không di chuyển nhá. Ok, hôm nay bài bài 1, bài 2, bài 2, bài này ôn, bài 2 sẽ ổn thôi. Bài 1 là nhớ rồi đúng không? Nhớ nhá. Ok, xong. Rồi. Bây giờ tập cái gì nữa nào? Hả? Bây giờ tập bóng á, tập bóng hay tập xoạc? Hả? Ai xoạc còn nữa rồi, bắt tập bóng. Con thấy tập xoạc nữa. Đấy, nhanh. Đã xoạc xem hôm nay, xem này con xoạc nữa mà. Hôm nay xoạc ra thích đi. Đấy, con nhớ là cứ đi sân nhỉ. Nóng quá nhá. Từ ngày hôm nay sọc 3 lần nhé, nên là cứ bình tĩnh nhé. Khi làm thấy đau thì lại dừng lại nhé. Đau chưa? Đau chưa? Đau chưa?
Chưa đau nhỉ? Đau chưa? Đúng rồi. Rồi, chân này. Ê. Nó thứ ba xoạc đúng không? Đúng không? Con đâu tuần xoạc xuống nhá. Đau chưa? Đau. Đau rồi. Đau rồi. Nhìn hoàn cước ấy. Thế giờ bố cho mới về xong cứ ở đây ôn nhé. Nhá. Nhá. Ấy ơ. Ấy con ôn nhé. Ôn quá mà con này. Con này một chút. Bắt này trước đã.